xin được chào đón toàn thể tất cả quý vị khách quý đang có mặt trong sự kiện Vũ hội Vương Sắc ngày hôm nay. Tôi rất lấy làm hạnh phúc khi hôm nay ngồi đây chúng ta cùng nhau cùng nâng ly để chúc mừng một đêm cuối tuần thật tuyệt vời. Và một lần nữa tôi đại diện cho công ty Vinhy xin chúc cho tất cả quý khách chúng ta ngồi đây có một đêm thật là hạnh phúc và sức khỏe, thành công, trẻ mãi. Xin cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, cho chúng tôi chào đón đại diện của Thermos Salute, Phó Chủ tịch Kinh doanh Quốc tế, ông Rafael Cicadas Riestra. Come on for coming today. It has been my great pleasure. And see, hope, looking forward to see you soon. Thank you.